Hello chú nha, nay lên cho chú mớ máy cổ ha. Máy này lần sưu tầm lúc trước là mấy bản sưu tầm lại ha. Tại vì mấy con máy này cổ, máy cổ thiệt nhưng mà nó vip ha. Mấy chú nhìn nè, Echo 801 nha, mặt tiền ha, Kyuritsu Echo. Con này thì bao hơi nha, đợt trước con nó nổ rồi, bao hơi lửa đi. Đợt trước có nổ rồi. Mấy chú nhìn thấy ông nhớ không, ống xăng nè. Cái này ông như ông gì luôn không biết luôn. Đây có này là ông xăng ha. Cái này nổ từ tiếng nha. À, rồi. Nổ từ tiếng 2 triệu. Con này là Echo 801 ha. Chưa đụng chạm một con ốc gì luôn nha. Mấy chú nhìn là biết ha. À, cái này là nước ngoài họ làm nhưng con cũng chưa đụng chạm nha. À, này, mấy này con không có rảnh đâu mà dọc. Về mấy chú có gì mấy chú làm lại nổ chơi ha. Mấy con này là máy cổ hết nha. Mấy ngốc là trắng tươi luôn ha. Rin từng cái ống xăng. Con này nằm đâu 197 mấy hay gì á, này không biết. Nhưng mà Echo thì đời nó cổ lắm à. Bao hơi lửa bán cho chú 1 triệu nha. Echo Kyuritsu 1 triệu ha. Lên xe. Đây, mấy chú nhìn nó vỏ nồng nè. Khiếp luôn. Rồi, coi con này 1 triệu nha. Chuyển khoản không ship COD nha. Đây, con này là Echo 80 nha. Echo 80. Này chắc Kyuritsu rồi. Đúng rồi, Echo Kyuritsu ha, 80. Này 80cc nha. Mấy chú nhìn nước sơn siêu đẹp luôn ha. Này mấy cổ nhưng mà mấy chú về mấy chú chơi được nè, tại vì nước sơn cũng đẹp. Đó, lược gió nè. Còn cái gì á, này lược gió nè. Này là nòng nè, hơi căng đét, còn kéo hơi thử rồi. Đó. Cây này 1 triệu luôn. Cây này là mít cú lóc ha, cú lóc này cú lóc 55DX bán cho chú 1,5 triệu nha. Tình trạng mấy chú nhìn là siêu vip ha. Con này bao hơi lửa luôn. Đây, cái tay cầm không? Mặt tiền nha. Ok. Mặt tiền ha, siêu đẹp luôn. Nồng nè, nước sơn còn y nguyên luôn ha. Bán cho mấy chú 1,5 triệu. Bao hơi lửa nha. Con này giật có khi lại nổ. E đây nè. Này, kéo cho mấy chú nghe hơi thử ha. Để lâu quá giật hết nổ rồi. Bao hơi lửa luôn nha. Dây giật ha. Rồi cây này 1,5 triệu. Đây. Tiếp theo là cây này ha, cưa cổ. Cây này cô lóc 200 nha. Cây này 1,000 thôi. Ở cây này 1,5 triệu nha. Quên rồi. 1,5 triệu. Bao hơi luôn, bao hơi lửa. Khiếp, để lâu quá nó con giờ dẻ lắm. Đó, con này hàm rồng đồ còn luôn nè, bô nè, nồng ha. Đó. Rồi bán cho chú 1,5 triệu ha. Nhìn vậy thôi nhưng mà cực kỳ đẹp nha. Đó. Rồi tiếp siêu phẩm ha. Echo CS100 nha. Con này bự lắm, nồng bự hơn cái tay nữa mà. Đó, con này thì giá 4 triệu nha. 4 triệu tại vì nó hiếm. Dòng này thì cực kỳ hiếm luôn. Đó, dòng này con sẽ nổi cho chú nghe. Tại vì về xăng nhớt lửa có sẵn luôn. Giật cái nổ. Bô inox luôn nha. Inox nguyên khối. Trắng tươi luôn. Thank you.
Rồi, con này bán cho chú 4 triệu nha. Cổ nhưng mà dòng này hơi bị hiếm ha. Với lại đẹp như vậy thì không có đâu nha, nước sơn ha. Đó, con này bán cho chú 4 triệu. Vỏ lam ha. Vỏ Ryobi, vỏ Tanaka, vỏ Etin, vỏ Hu. Rồi, 4 cái. Rồi, cái 100 ngàn ha. Đó, chuyển khoản không xếp xe đây. Ok. 4 cái 100 nha. Đó, 4 cái thì 400. Rồi. Xả luôn con này nha. Con này Hu 440, bao hơi bao lửa. Giá 2 triệu nha. Con này nổ rồi. Xả luôn nha. Đó. Rồi, hết xăng hay sao? Bao hơi bao lửa nha. Con này 2 triệu thôi. Rồi, con này 2 triệu ha. Đó. Đây. Một cái xác Uwana 281 nha. Đó, về thiếu đồ nhưng mà đẹp. Bê tông đồ như máy mới luôn ha. Đó, xác này bán 1,5 triệu ha. Bê tông nè. Xác này bán 1,5 triệu ha.